lộ 1 tại cầu Bà Di, nếu đi từ Nam ra quẹo trái là đường đi lên Gia Lai, Kon Tum, qua đèo An Khê, qua thị xã An Khê luôn. Cái thành cầu là nãy là cái thành cầu Bà Di đang làm đó. Cung đường này cũng là cung đường tôi mới đi lần đầu tiên, rất hấp dẫn. Trước cung đường này tôi mới đi là tôi phải à, còn đi hoài rồi nó chán. Khúc này xe cộ tấp nập, không biết đến những cái khúc khác này làm sao. Gia Lai 155 cây, này nó thuộc quốc lộ 19 nha quý vị. Đường này xe nó chạy rất là nhiều, rất là đông. Đức cơ 598 cây. Từ chỗ này mà qua đất Gia Lai nó còn phải chừng chưa tới 50 cây nha quý vị. Tây Sơn hội tụ và phát triển. À, cái đến đến đây đến Tây Sơn nè quý vị. Quê hương của anh hùng áo vải cho nào Quang Trung diễn bạn. À, Tây Sơn truyền thống nghề võ gia truyền xứ Bình Định, nhưng mà đó là chuyện cách đây mấy chục năm, còn bây giờ thì tôi không biết sao. Bây giờ mức độ cuộc sống nó thay đổi là không biết còn duy trì được cái truyền thống nó hay đó đâu, thì tôi không biết. Chắc cách đây khoảng 20 năm là vậy đó, trai gái còn nhỏ đó. Khu này là thuộc trung tâm huyện Tây Sơn. Giờ các đường các huyện ở miền Trung cũng phát triển rất là lớn, là đường to không. Bạn liễn nằm phải đắng. Tin Lành. Vùng này cho lên đến vùng Tây Nguyên người ta theo đạo Tin Lành nhiều hơn đạo Thiên Chúa.
đi đâu thấy cũng nhà thờ lắm mà rất là nhiều. Gì bỏ quan ghê ta. Cầu Phú Phong. Xe buýt từ Bắc chí Nam luôn cũng được thôi. Đây là thành đây xe ok còn 32 cây à. Từ cái khu vực cái trạm thu phí đó chạy thêm cả mười mấy cây nữa là đến khu vực đèo An Khê. Như vậy là bên này đèo An Khê là Bình Định. Qua đèo An Khê là tỉnh Gia Lai. Đó, tiếp tục với vậy là để bản đó. Đèo An Khê. Không để chiều dài bao nhiêu.